khi Cộng sản đã mưu toan xâm lấn miền Nam, các thanh niên Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đã xếp bút nghiên theo việc đào binh để trả lời, để đáp lời sông núi. Hơn 300.000 người đã nằm xuống vĩnh viễn trong cuộc chiến. Hơn 1 triệu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất đi một phần thân thể để hy sinh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Bây giờ chúng ta đang có tự do hải ngoại, chúng ta hãy cùng những người dân ở trong nước cùng lên tiếng để bảo vệ Giang Sơn gấm vóc và cùng nhau đáp lời sông núi. Vâng, cảm ơn anh Nam Lộc. Trước khi chúng ta tiếp tục chương trình thì Trịnh Hội xin thay mặt các anh chị em nghệ sĩ ở đây xin lỗi khán thính giả của đài truyền hình SBTN đang coi tất cả mọi nơi là khi nãy, bởi vì ở đây khí thế quá thì nữ có một số người ở đây đứng lên, quý vị đã không thấy hình ảnh đi toàn nước Mỹ, đi qua Canada và đi đến nước Úc. Vì vậy trong những bài hát sắp tới, nếu chúng ta rất khí thế thì cũng cố gắng ngồi xuống giùm ở đây để đứng che. Không, chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải khí thế, nhưng mà né camera thôi. Đúng rồi, né những cái chỗ mà để camera. Và sẵn đây chúng tôi xin cảm ơn khán giả của đài SBTN, xin cảm ơn khán giả của trung tâm ESA. Không có quý vị, không có anh em chúng tôi để phục vụ quý vị, để chúng ta chịu con tim một tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không còn cộng sản và cùng nhau đáp lời sông núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.